Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn là cái bếp ga Jinai nội địa Nhật. Con này là chống cháy, siêu tiết kiệm ga luôn. Nội địa Nhật thì nó có xài là cặp pin. Pin này mua tạp hóa xài pin đại, pin tạp hóa mua đâu cũng có. Thì bên đây là hai nút nhấn và một cái lò bếp, lò nướng rất là đẹp. Lò nướng còn rất là khá đẹp. Một nướng hai cái bếp nấu ha. Thì cái con này thì cũng còn tầm 90%. Thì con này là hiệu Jinai. Bây giờ mình test cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy đá lửa. Lửa rất là xanh luôn. Mình chỉnh lửa cao, lửa thấp ở đây ha. Đó. Và bên đây cũng vậy. Đó. Lửa rất là xanh, chỉnh lửa cao, lửa thấp. Thì thông thường á, là mình test, các bạn để ý mấy cái video trước của mình có test chống cháy cho các bạn xem á. Ở đây là cái sensor cảm biến nhiệt độ. Khi mà nó đủ nóng rồi á thì nó sẽ tự động nó tắt bếp. Là nó quá nóng á, thì nó sẽ tự động nó tắt bếp à. Còn cái bên đây là cái lò nướng. Thì cái lò nướng thì mình quay cao quá thì các bạn không thấy. Cái lò nướng thì để nướng cá, nướng tôm, nướng gì cũng được. Thì cái bếp này rất là đơn giản thôi. Bếp này thì mẫu Jinai này là ký hiệu là KGK662GL hiệu Jinai. Thì là mình bán cái con này là giá là 1.800.000 nha các bạn. Bán giá 1.800.000 là mình bán vui hơn. Thường thường mấy cái dòng này ở ngoài bán 2.000.000 mấy 3.000.000 đâu. Thì bên mình sẽ bảo hành 12 tháng ha. Bảo hành 12 tháng free ship thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì bếp thì mình tặng kèm cục cặp pin. Khi mà mua bếp thì mình tặng kèm cặp pin đánh lửa. Thì là bếp này là khi mà các bạn bị nước hay là gió thổi á, dành cho những người già mà hay bị quên lãng trí đồ á, hay là người trẻ cũng được nữa. Các bạn nấu các bạn khỏi sợ nó bị quên ha. Khi mà nó các bạn nấu lên rồi mà khi mà các bạn quên tắt bếp á, thì bếp nó sẽ tự động nó tắt cho các bạn ha. Khi mà cạn nước là bếp nó sẽ tự động tắt, hoặc là gió thổi tắt thì bếp nó cũng khóa ga luôn các bạn. Các bạn yên tâm về cái phần này. Thì là cái này thì là mình bán 1.800.000 ha. Thì mình có bán kèm theo cái lọc không khí. Cái lọc không khí thì các bạn có mua thì ủng hộ mình. Lọc không khí thì giá từ 1.500.000 đến 2.000.000. Thì combo hai sản phẩm thì là mình có tặng kèm pin sạc dự phòng. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì con bếp Jinai này là mình bán 1.800.000 nha. Các bạn cần thì các bạn vui lòng gọi số điện thoại 0909 278838 hoặc là 0932666038. Bếp còn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình test cái bếp khác. Video này tới đây thôi, rồi mình test cái bếp khác, coi cái bếp khác tiếp tục. Cảm ơn các bạn rất nhiều.